Nếu ông có thể đi qua, ông hãy tìm người giúp và đưa họ quay lại đây nhé. Được rồi. Được rồi, sẵn sàng chưa? Kéo lên. Kéo lên ghê. Kéo lên. Tôi không thể làm được. Kéo lên ghê. Tôi không sao. Này, dậy đi. Đến giờ kiểm tra phao rồi. Dậy đi, Josh. Ôi không. Ôi trời ơi. Vậy là cậu hối hận khi cậu hôn em gái của tớ à? Điều mà mình hối hận là để cho cậu lên kế hoạch đính hôn. Mình biết. Tống cái này vào bụng cậu đi. Thuốc chữa say rượu của ông cố mình đấy. Ôi, cái mùi gớm chết đi được. Ôi Chúa ơi, cậu làm gì mà đổ ra ngoài vậy? Cậu biết không, qua được cái cảm giác nôn ọe rồi thì cũng không tệ lắm đâu. Rory, mình sẽ kiểm tra phao. À, em gái của mình ở dưới biển đấy. Nó muốn cho cậu xem cái gì đó. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đấy. Muốn giúp tôi một tay không? Hôm nay cậu muốn nhúng nước thật đấy à? Chào anh. Cá là anh chưa từng thấy con này. Gì vậy em? Ôi trời, anh nhìn mông em đấy à? Làm gì có chứ. Không. Có thể.
Trông anh tệ quá. Cảm ơn em. Lỗi của anh trai em đấy. Nhưng anh có mùi thơm đấy. Anh luôn có mùi dễ chịu. Anh đã sẵn sàng bỏ mọi thứ lại sau lưng chứ? Em đi đâu anh sẽ theo đó. Ở Singapore sẽ không có những chỗ như thế này đâu. Chúng ta sẽ quay về mà. Chết tiệt. Cá mập. Có cá mập. Có cá mập. Hãy tìm người giúp đi. Em đi tìm người giúp đi. Rory, đưa mọi người lên bờ. John, giúp tôi một tay. Mau lên. Mau lên. Không, Rory. 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 Cá mập. Không nghe được gì cả. Có cá mập. Đưa tay đây. Rory. Tôi giữ được cậu rồi. Giữ được cậu rồi. Không. Không. Bộ phim Bảy Cá Mập. Cùng với đợt di trú hàng năm về miền Nam của cáp voi lưng gù dọc theo bờ biển phía đông, Job Tripp, người phát ngôn của đội lướt sóng cứu hộ, nói rằng mọi người nên hết sức thận trọng trong thời điểm này của năm vì chúng tôi đã thấy những nhóm cá mập lớn trong các vùng nước đang bám theo cáp voi dọc bờ biển. Giờ những gì chúng đang làm là săn cáp voi con và đàn cá nhỏ bơi xung quanh đàn di trú. Thế nên nếu các bạn định đi biển, hãy quan sát các biển báo và chỉ bơi trong khu vực giữa các cờ hiệu. Cá mập trắng khổng lồ được cho là sẽ xuất hiện trong vùng suốt tháng tới, và giờ là một lưu ý tươi sáng hơn. Lại một ngày tuyệt vời nữa ở vùng bờ biển phía đông này, nhưng lại tệ cho các thủy thủ và những người chơi lướt ván. Xem ra sẽ có tình trạng gió lặng, tức là trên mặt nước sẽ không có gió.
Chúng ta phải tới bãi đậu xe. Không thể ở lại đây. Dân, xin mời. Xin chào. Chào. Gia súc kéo qua chưa? Vẫn chưa, cậu được an toàn. Nhân tiện chào buổi sáng nhé. Sao chúng ta dừng lại ở đây? Này, Kyle. Anh xấu tính quá. Này. Im đi. Em đang làm gì ở đây chị? Anh làm em sợ đấy. Chúc mừng ngày kỷ niệm. Anh vẫn nhớ. Đúng vậy. 11 tháng rồi đó cưng. Cũng không nhiều lắm. Về danh sách nhạc dành cho lúc chúng ta đến Sydney. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Và em cũng chúc mừng anh. Ai nói là em không ăn trộm đi. Ôi Ryan. Được rồi, anh sẽ trả chúng lại. Nhưng vậy thì em chẳng có gì cho anh. Không thành vấn đề, em nghĩ đến anh là được rồi. Anh trả lại nhé. Thôi nào. Hy vọng là chúng tôi không quấy rầy gì. Cáo khoác tuyệt đấy. Cảm ơn. Tôi cá là nó có nhiều túi lắm. Có phiền không nếu chúng tôi xem qua một chút? Cô ấy đang định trả tiền. Cứ trừ lương tôi nếu ông không tin tôi. Lương à? Cậu đang sống trong bờ đấy nhóc. Cậu bị sa thải. Còn cô, trộm hàng hóa, phá hoại tài sản. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Này, cậu có thấy lũ chim sáng nay không? Phải đến hàng ngàn con. Có quạ, chích chòe, đủ mọi loài. Em quay về lúc nào vậy? Tina. Đây là cái em muốn hả?
Josh, đây là... Chúa ơi, Josh, nhìn cậu xem. Đi lau người đi. Không được vào phòng tắm cho khách, có nghe rõ chưa? Tôi vừa nhận được thông báo. Chết tiệt. Oh, xin chào. Mày bắt đầu nghe thấy cái gì kích thích trong đầu mày chưa? Văn phòng ở phía sau cửa hàng. 10 phút nữa đến giờ chuyển tiền, nên mày có 5 phút để thoát ra. Xong việc này thì chẳng ai nợ ai nữa. Em của tao trong sạch, và tao không bao giờ muốn thấy bản mặt của mày ở gần nó nữa. Mày hiểu chứ? Mày nói gì cũng được. Tôi muốn lần này cô ta phải bị bắt. Con bé không ăn trộm cái này. Đây là của nó. Chúng ta đều biết là bố sẽ không bắt con tội trộm hàng mà. Con thôi đi, vì bố đã đến gần giới hạn rồi đó. Làm gì? Bắt con à? Điểm A cộng cho việc làm bố đấy. Jamie, con quá thông minh. Ồ, bố vừa rơi xuống C trừ rồi đấy, vì thiếu tính sáng tạo. Được được, vậy thế này thì sao? Lần này bố sẽ xử phạt con. Con có thể phải ngồi vài ngày ở phòng giam. Bố nghĩ chuyện đó sẽ có ích gì? Có thể đó sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh mà con đang cần. Biến đi. Con nghĩ mẹ con sẽ nghĩ sao về tất cả chuyện này? Biến đi. Đeo vào nào. Đúng rồi, đừng bỏ ra nhé. Cảm ơn cô, giỏi lắm. Đưa tiền cho tao. Trong két không có tiền đâu. Đưa tiền cho tao. Đưa tiền đây. Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh chứ. Thấy chưa? Vậy tiệc ở đâu?
Này, bỏ súng xuống, không là tao bắn con khốn này. Tiền đâu? Mày, tao nói bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Cảm ơn anh. Bố em hoàn toàn... Bố em đúng đấy, Jamie. Không phải anh cũng thế đấy chứ. Hôm nay vì em mà anh mất việc. Ai thèm quan tâm. Dù sao anh cũng ghét công việc này mà. Anh quan tâm đấy. Nếu nó quan trọng với anh như vậy thì em sẽ đi lấy lại cái công việc ngu ngốc đó cho anh. Jamie. Không, chờ xem. Này, thằng Hâm ở lớp lịch sử phải không? Mày, lại đi. Không. Lại đây. Không. Mày qua bên kia, lùi lại. Lùi lại ngay. Mày làm cái quái gì ở đây vậy? Josh. Josh. Lùi lại. Này, 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 này. Đừng làm người hùng nhé anh bạn. Lùi lại. Tina. Dừng lại. Lùi lại. Đi đâu con? Chạy đi. Biết chứ, tôi đã xây dựng cửa hàng này mà. Nhanh lên. Này, bên này, anh có thấy ai không?
Có ai khác không? Có ai không? Tôi cần trợ giúp. Giúp tôi với. Giúp tôi. Này. Ở đây. Tina đâu? Tina đâu rồi? Ôi Chúa ơi. Anh giúp ông ấy được không? Tôi không biết làm gì cả. Anh cứ bình tĩnh đi. Anh giúp ông ấy được không? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chúng ta phải đưa ông ấy lên khỏi mặt nước. Giúp tôi nâng ông ấy lên kệ này. Tôi cần anh tìm thứ gì đó để băng bó cái chân này lại. Khăn tắm, băng keo điện, cái gì cũng được. Được. Bố ơi. Bố. Chúa ơi. Jamie. Bố. Jamie. Bố ơi. Đưa tay cho tôi. Jamie. Bố ơi. Bố. Làm sao mà con ra được? Ryan ở trong bãi đậu xe. Ryan ở trong bãi đậu xe. Ryan. Ryan. Chúa ơi. Chúa ơi. Ryan vẫn còn trong bãi đậu xe. Quên đi nhóc. Ryan vẫn còn trong bãi đậu xe. Quên đi. Nếu nước đã ngập ở trên này thì ở dưới đó cũng xong rồi. Tina. Tina. Được rồi. Tôi cần cô giúp. Tôi cần cô giúp bố cô, được chứ? Đặt tay lên đây và giữ chặt chân ông ấy. Cô làm vậy được chứ? Hai người sẽ ổn thôi. Tina. Tina. Này. Nhìn anh đi. Em ổn rồi. Chuyện gì? Ổn rồi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Mọi người đâu cả rồi? Đi nào. Đây. Đưa tay cô đây. Tôi với. Cứu tôi. Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Cứu tôi với. Chúng ta kẹt rồi.
Cứu tôi với, chúng tôi bị kẹt rồi. Có ai không? Ai đó làm ơn cứu chúng tôi. Anh có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Em đừng nói nữa. Nhưng nó đi đâu rồi? Anh có nghe thấy không? Em không im thì làm sao nghe được? Vậy xin lỗi vì em đã giúp nhé Kao. Thật đấy. Nó đằng sau em. Đằng sau em. Mày tìm tiếng động đó đi. Tìm đi. Giỏi lắm Bully. Giỏi lắm. Có ai nghe được tôi không? Xin chào. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ông đã sẵn sàng chưa? Chúng ta phải ra khỏi đây. Chúng ta không thể ở lại đây. Phải tìm người giúp đỡ. Đừng để hắn khỏi tầm mắt. Nước vẫn còn dâng lên. Không, không thể nào. Cả thị trấn kia chắc ngập hết rồi. Không có được. Nghe này, người ta sẽ tìm đến chúng ta. Họ biết chúng ta ở dưới này. Họ sẽ đến cứu chúng ta. Đây là nếu như vẫn còn có người nào đó ở trên để tìm. Anh, tất cả là lỗi do anh. Không phải là do tôi đâu. Không phải là ngày hôm nay. Hôm nay mẹ thiên nhiên xem chúng ta là những kẻ có tội. Sao anh không im miệng đi? Ông ấy không thể nào bơi đi đâu được với cái chân này. Tôi sẽ ở lại đây. Mọi người hãy tìm một đường ra và đưa đội cứu hộ quay lại đây. Cái gì? Không được, Josh. Khoan đã. Làm sao chúng tôi ra ngoài được? Bãi đậu xe đã ngập, nên chỉ còn phòng vận hàng và cửa trước mà thôi. Josh, anh không thể ở lại đây được. Anh cũng biết rõ như em là sẽ còn những dư chấn nữa. Nó sẽ còn tiếp tục. Thêm nhiều đợt sống nữa, anh biết. Nên anh phải nhanh lên. Được rồi, Steven và em sẽ kiểm tra cửa trước. Tôi sẽ xem khu vận hàng. Tôi không nghĩ vậy đâu. Bob, có tôi. Anh đi đi.
Được. Chắc là em đang đùa anh. Sao em không sạc điện thoại chứ? Em không thể làm tất cả mọi thứ, Kyle. Sao anh không sạc đi? Vì đó không phải là điện thoại của anh. Ồ, vậy thì điện thoại của anh đâu? Alo. Ồ, Kyle, mày không có bị thiểu năng bully. Cái quái quỷ gì thế? Anh không biết. Gì vậy? Nó đi đâu thế? Mọi người lên khỏi mặt nước. Cái gì? Mọi người lên khỏi mặt nước đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tina, lên khỏi mặt nước đi. Không thể ra ngoài bằng đường đó. Nhanh lên, nó bị chặn rồi. Ra khỏi nước ngay. Nhanh lên, bơi đi. Chuyện gì vậy? Tina, Steven, lên khỏi mặt nước. Collins. Tina, nhanh lên. Anh ấy đâu rồi? Bám lấy anh. Anh ấy đâu? Cứu tôi với. Ôi trời ơi, làm ơn cứu tôi. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Đâu rồi? Anh có thấy nó không? Thứ gì mà làm được như vậy chứ? Ở trong đây có gì vậy? Bên kia. Đưa tay cho tôi. Tay tôi. Ôi Chúa ơi. Nó phải đến 1,5 mét. 1,5 mét gì cơ? 1,8 mét đấy. Ý cậu 1,8 mét là sao? 1,8 mét tính từ chóp dây lưng cho đến phần chóp đuôi. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là một con cá mập trắng dài 3,6 mét ở đây. Thank you.
Ôi trời ơi. Em không thấy gì cả. Cứ bình tĩnh đi em yêu. Chúng ta phải ra khỏi cái xe này. Em không thể ở đây lâu hơn nữa. Đưa giày của em đi. Sao cơ? Anh cần cái gì đó có đầu nhọn để đập vỡ kính chắn gió. Đưa giày của em đi. Anh điên à? Đây là giày Gucci 300 đô đấy. Đằng nào cũng dứt đi mà. Cứ đưa đi cho anh. Không. Hater. Em không đưa đôi Gucci cho anh đâu. Không phải Gucci đâu. Bằng chứng đây, Giáng sinh năm ngoái anh tặng em. Và anh nói đó là đôi Gucci 300 đô. Ôi trời, bằng chứng. Anh biết là anh đã nói như vậy nhưng nó không phải. Anh mua hàng nhái Gucci tặng em. Anh không nói thì em phải biết chứ. Không thể tin được anh. Gucci nhái. Cứ đưa giày cho anh. Em làm gì vậy? Em làm gì? Cảm ơn em. Đây, ở đằng này đây. Thằng Ham, cậu đi à? Ôi Chúa ơi, tôi chưa từng nghĩ là sẽ vui khi gặp cậu đấy. Ờ đúng rồi, cậu có tìm thấy ai không? Có ai khác nữa không? Xác người ở khắp mọi nơi. Không ai sống à? Này, cậu kiểm tra đoạn dốc chưa? Bị mắc kẹt hết rồi. Tôi không đi qua được. Ôi không, Kaio, Kaio. Cậu có điện thoại ở đó không? Tôi không có. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Không sao. Anh nghĩ là nó đi rồi. Chuyện này không thể xảy ra gì vậy được. Không thể xảy ra được. Anh là cảnh sát phải không? Anh phải làm điều gì đó đi chứ. Vì Chúa, hãy làm điều gì đó đi. Ông có ý tưởng nào không? Cô nghĩ chuyện này buồn cười sao? Thật ra tôi thấy mỉa mai thì đúng hơn. Thật sao? Hãy chia sẻ xem nào. Lúc này chúng ta có thể nghe chuyện cười châm biếm được đấy. Nghĩ mà xem. Anh cắm mặt vào đây làm 8 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần có đúng không? Chắc chắn anh sẽ buồn chán như thế này trong 40 năm tiếp theo. Thế nên dù thế nào đi nữa thì chỗ này cũng sẽ giết chết anh. Giờ kết thúc sớm còn hơn là buồn. Ôi đồ khốn. Mày muốn biết rằng người phụ nữ mà mày giết, cô ấy tên là Julie. Cô ấy là bạn của tao. Tôi không giết ai cả. Chẳng có gì khác nhau. Cô ấy đã chết trong vụ cướp của mày. Cho nên đó là lỗi của mày, đồ khốn nạn. Nếu chúng ta sống dịch ra khỏi đây, ta sẽ bắt mày trả giá. Thôi đủ rồi. Nó đang quay lại. Sao nó cứ làm như thế? Chỉ bơi vòng quanh. Vì nó không chắc chúng ta là gì. Nó đang tò mò. Tò mò về chuyện gì chứ? Cá mập chỉ tò mò về chuyện nó đang xem chúng ta có phải là thức ăn của nó hay không mà thôi. Gì vậy? Mọi người đứng vững nào. Đứng vững. Chúng ta có một vấn đề khác. Sao anh lại cười? Vì anh ta nhận ra khi dây cáp chạm mặt nước thì cả chỗ này sẽ bừng lên như một cây thông Giáng sinh vậy. Jessup, chúng ta cắt điện ở đâu? Nhà kho. Tất cả bản điện nằm trong nhà kho. Tôi sẽ đi. Sao cơ? Mọi người đi tới cuối cái kệ, làm ồn càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ bơi qua đó. Josh, không. Ý em là anh không thể. Tay anh kìa. Nhìn tay anh xem, con cá mập sẽ bám ngay theo anh. Anh không thể với cánh tay đó. Anh nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Khoan đã, tôi có một ý. Anh có thấy nó ở đâu không? Anh có thấy, nhưng anh giữ bí mật với em vì anh muốn làm em bất ngờ. Cảm ơn sự quan tâm của anh nhé, Kyle. Đó đúng là điều em vẫn luôn mong ở một người bạn trai đấy. Em không thể chịu đựng được hơn nữa. Nó có thể làm anh bất ngờ, nhưng em thì chưa được chuẩn bị để đương đầu với tình huống như thế này. Ở đây nhé, Polly. Tao cần chút không gian. Kyle, anh làm gì đó đi. Anh phải làm điều gì đó. Làm cái gì nào? Yêu cầu cái thứ đó biến ra xa. Ôi trời ơi. Giúp chúng tôi với, giúp chúng tôi. Thấp xuống, thấp xuống. Giúp bọn tôi đi, làm gì đó đi. Giúp bọn tôi đi. Được rồi, cứ quay lại xe đi. Cứ ở yên đó và giữ im lặng. Cái gì, cậu điên rồi à? Sao cậu không nhảy xuống nước và bơi dài vòng đi? Được rồi, nghe tôi đây. Cậu phải ở yên đó, được chứ? Cậu càng la hét thì cá mập càng đến. Này, này, cứ ngồi trong xe và đợi. Tôi sẽ dụ cá mập đến chỗ của tôi. Chờ đã, chờ đã. Gì chứ? Khi tôi dụ được nó đến đây, các cậu hãy bơi trối chết đến cái chỗ xe tải của tôi bên kia. Ôi trời ơi, thật là điên rồi. Em yêu, nhìn anh đi. Đừng làm gì cả. Cứ ở đây thật yên. Em làm được chứ? Anh nghĩ sẽ được chứ? Chắc chắn. Tôi sẽ không ăn một cái bánh kẹp phô mai có quấn cái mớ đó xung quanh đâu. Nhưng tất nhiên, tôi không phải là cá mập. Này, nghe đây. Anh không biết tôi, nhưng khi Tina đến Singapore, tôi không muốn biết chuyện đó. Nhưng anh nên biết. Chúng tôi chưa bao giờ. Suốt thời gian ở đâu, cô ấy nhớ anh. Đó không phải là lỗi của anh. Với những gì xảy ra, đó là những lời cô ấy nói. Em tìm thấy một ít nước. Được chứ? Anh phải quay lại nhé. Hãy quay lại. Sẵn sàng chưa? Của anh đây.
Ôi trời, anh ta đã làm được. Anh ấy đâu rồi Josh? Này, cô không sao chứ? Nghe này, chúng ta phải cố gắng để cùng vượt qua, được chứ? Tôi biết, tôi chỉ... Khi nào chuyện này mới kết thúc? Sao nó lại xảy ra chứ? Tại sao? Khi mẹ tôi hấp hối, bà qua đời 2 năm trước. Bà bệnh rất nặng. Tôi đã cố gắng. Vài tháng trước, khi bà ấy mất, tôi đã bỏ đi. Tôi không thể chịu đựng được việc đó. Tôi đã bay đến Mỹ và tôi đã không có ở đó khi nên đây chính là quả báo của tôi. Cuộc đời nói đồ khốn, cô định chạy trốn việc này như thế nào? Đưa đây, phải có cách mở mới được. Anh phải làm nhẹ nhàng, chỉ cần tách 2 miếng nhựa ra như thế này đây. Cảm ơn cô. Quả là bạn cô à? Cô gái bị giết đấy. Julie hả? Không hẳn đâu. Ý tôi là tôi biết cô ấy, nhưng đó là chỉ có một mình tôi thôi. Vào và rút ra thật nhanh. Không ai khác ngoài tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng những gì người ta nói là đúng. Để quỷ dữ điều khiển bàn tay của bạn, và Chúa sẽ bắt bạn phải trả giá. Chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây được, phải không? Tôi không tin điều đó. Không. Chúng ta sẽ thoát được ra khỏi chỗ này. Tốt đi. Ah!
Có hiệu quả rồi. Đi mau đi, đi ngay đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Bơi đi. Bơi đi. Hãy bơi nhanh lên. Trèo lên, cứ trèo lên. Xin lỗi nhé Billy. Lùi lại. Lùi lại. Billy. Billy. Cậu cần phải luồn nó qua, chứ không phải ném đi. Dây chắc đấy, nhưng không chịu được nặng quá đâu. Tôi sẽ ra khỏi đây. Nếu ông có thể đi qua, ông hãy tìm người giúp và đưa họ quay lại đây nhé. Được rồi. Được rồi, sẵn sàng chưa? Kéo lên. Kéo lên gây. Kéo lên. Tôi không thể làm được. Kéo lên gây. Tôi không sao. Cứu. Cứu tôi. Đưa tay đi. Em có định nói chuyện với anh không? Không. Thì thôi anh. Đừng. Đừng có cố. Đồ giết người. Anh đâu phải giết người. Anh là kẻ giết hại chó. Còn tệ hơn là giết người nữa. Sao anh có thể làm thế? Thầy thưa, anh không có sự lựa chọn. Nói dối. Anh luôn luôn có lựa chọn. Đồ giết chó. Sao cũng được. Ôi trời ơi. Này, này, cái ống đó có chịu được trọng lượng của tôi không? Tôi không thể ra bằng đường này được. Tôi muốn đến cái cửa đó. Hai người nghĩ sao? Tôi không biết nữa, cứ thử xem. Cậu ổn chứ? Tôi ổn. Có thấy nó ở đâu không? Tôi không biết. Cậu là người cầm đèn cơ mà.
Ôi trời ơi. Cậu ổn chứ? Ôi Chúa ơi. Ổn chứ? Tốt. Tốt lắm, tiếp tục đi. Liệu cô ấy có làm được không? Cơ gà, em im đi. Tốt đấy. Cậu còn 3m6 nữa. Tiếp tục đi. Ôi trời ơi, bám vào. Bám vào đi. Bơi đi, nhanh lên. Bơi đi, bơi đi. Nhanh lên. Lên. Bơi đi. Ôi không. Kaio. Không. Bơi đi. Cứu. Chúng ta sẽ không ngồi như phỏng và chờ cái thứ đó giết từng người một. Và anh nghĩ sẽ làm gì? Ít ra thì tôi cũng sẽ chết theo cách của tôi. Và sẽ không chết vào lúc mà con cá mập chết tiệt đó quyết định. Thế anh nghĩ gì? Anh định bắt nó sao? Tại sao không chứ? Anh định làm gì để bắt nó? Đốt lò nướng thịt ngoài trời và mở nắp chai nước sốt tà sau. Tôi sẽ trói nó vào cái kệ này. Mọi người sẽ bơi như điên đến lối ra, biến ra khỏi nơi này. Tôi cần một cây móc. Anh không thể cứu tất cả mọi người đâu. Anh phải làm quen với chuyện đó đi. Không xa lắm đâu. Nếu chúng ta đánh lạc hướng nó, tôi sẽ bơi đến nơi, lấy những cái móc. Tôi sẽ làm. Cái gì? Bố, không được. Ông không thể làm thế được. Với cái chân đó thì không được. Cái chân này chính là lý do tôi nên đi. Bố ơi, không được. Bố làm ơn đi. Cậu giữ an toàn cho cô gái tôi nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải đưa nó ra khỏi đây. Được chứ? Jamie! Jamie! Naomi, tạo tiếng ồn đi! Jamie! Làm con cá mập đến chỗ chúng ta! Nhanh lên, tạo tiếng ồn! Jamie, con ổn chứ? Ổn. Được rồi, chờ đã. Nhảy đi. Làm tốt lắm cô nhóc.
Tình hình là thế nào vậy? Cậu biết cô ấy hay là muốn tìm hiểu? Tôi từng biết cô ấy. Từng à? Vì tôi có thể thấy trong ánh mắt của cậu vẫn còn một cái gì đó. Chuyện đã lâu rồi. Tin tôi đi. Sau cái chuyện quái quỷ ở đây, mọi chuyện chúng ta đã biết cũng trở thành đã qua rất lâu. Anh vẫn còn đeo cái đó à? Thôi. Tina, anh không cần phải thế. Chúng ta không phải làm thế này, George. Không, anh phải làm. Anh đã không công bằng với em. Anh chỉ... Anh luôn là người đặt phao. Hôm đó Rory đã làm thay anh. Đáng lẽ anh phải là người ở ngoài đó. Josh, anh ghét bản thân mình. Nhưng trước khi anh biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi thứ slipped away. Anh xin lỗi. Sorry. Anh muốn nói như thế. Anh xin lỗi. Josh, vấn đề là anh không cần phải nói xin lỗi em. Những gì anh cần làm là xin lỗi chính mình. Khi đó em sẽ có mặt. Này, ở dưới đó ổn chưa? Rồi. Sao nó không ăn mồi? Nếu cô hỏi tôi thì tôi nghĩ là hiển nhiên thôi. Sau vài giờ vừa qua, nó đã quyết định nó thích mồi sống hơn. Không hài hước đâu. Trông tôi giống như đang đùa sao? Quỳ xuống. Lùi lại. Lùi lại. Tao đã để viên đạn cuối cùng cho mày đâu. Khốn. Là mày sao? Còn cái mặt nạ trên cái xác nữa. Không phải tao ông bạn. Giờ chúng ta tìm cho mình một con cá mập thì sao vậy? Đó thực sự là một ý kiến rất hay. Chúng ta cần vài miếng mồi tốt hơn. Vài miếng mồi này có vẻ ngon đấy, phải không Doll? Kirby, nghe tao đi. Mày không muốn làm chuyện này đâu. Tao không muốn à? Không đâu. Những gì mày gây ra trước đây không còn quan trọng nữa. Mày nên thả cô ấy ra, rồi chúng ta có thể làm gì đó. Im đi lão cảnh sát. Đừng không chơi tao. Tao đã bắn chết một người. Chuyện đó đâu có thể bỏ qua được. Giờ tao sẽ ra khỏi đây và bắt con cá mập khốn kiếp đó. Và chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Xuống đó đi. Josh, không. Bất kể đứa nào nghĩ đến chuyện đụng tới cô ta thì cũng xuống đó luôn. Naomi, lại đây.
Vậy là mày muốn giúp hả? Mày nghĩ nó cần một sống sao? Vậy thì hãy cho nó thứ nó muốn. Chúa ơi, thành công rồi. Ra khỏi đây thôi. Tôi nghĩ không có ai đến cứu chúng ta đâu. Nếu có thì giờ phải đến rồi chứ. Tôi không biết. Có lẽ họ đã cố gắng, và bọn họ cũng đang gặp vấn đề giống như chúng ta. Bố Lý, trôi sang đây đi. Không, đừng. Cố lên. Cố lên bơi đi cưng. Nhanh lên, chụp lấy nó. Bully. Đó là một dấu hiệu. Tôi biết mà. Giỏi lắm. Đứng dậy đi. Ổn rồi con yêu. Xuống đây nào. Anh đang làm gì thế? Tôi không biết. Nó là một thứ giống như tín hiệu vậy. Cái gì vậy? Đó là Ryan. Chúa ơi, đó là Ryan. Tôi phải đến chỗ anh ấy. Jeremy, không, Jeremy. Cậu hãy làm ơn thêm nó. Josh, anh sẽ sống quay lại. Anh ấy ở dưới kia, tôi biết mà. Được rồi, cứ chờ ở đây. Anh ấy có ở đó không? Anh có thấy ai không?
Được rồi, giúp tôi một tay. Chúng ta phải đóng cánh cửa này, để khi mở cửa xuống tầng dưới, chúng ta không làm ngập bãi đầu xe. Jamie! Có cá mập! Có cá mập! Nhanh lên! Nhanh lên! Ra khỏi nước đi! Nhanh lên! Ra khỏi nước! Nhanh lên! Charles! Nhanh lên! Là xe của bố tôi. Có một khẩu súng. Cái gì? Có một khẩu súng ở phía sau. Sang bên kia đi, dụ cá mập tới chỗ của cô. Nhanh lên. Josh, Josh, nhanh lên. Josh, nhanh lên. Nhanh lên nào. Josh, nhanh lên. Đừng qua bên này. Đảm bảo mọi người đều ra khỏi mặt nước. Đưa mọi người ra sau con dốc và ra khỏi nước. Anh biết mình đang làm gì không? Tôi sẽ câu cái này lên và cho nổ một đường ra khỏi đây. Cố lên! Mọi người ổn chứ? Mọi người vẫn ổn, Tana. Josh. Ra khỏi nước đi.
Ấn nó xuống đi. Josh. Giờ chúng ta làm gì đây? Bắt đầu lại. McKeith, dear, and he keeps it way up.